Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với bốn bánh auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải, máy dầu, vận đủ số sàn hai cầu. Đó là một chiếc Ford Ranger XLT đời 2009. Một chiếc xe bản đủ và đầy đủ về lắp thùng option la răng đúc hai cầu số sàn. Thì đối với dòng Ford Ranger này thì một dòng xe khá là phổ biến và là vòng vua bán tải của các loại xe và được lựa chọn khá là nhiều. Đó là một chiếc xe bản đủ. Dòng xe này cũng có khá nhiều phiên bản khác nhau, XLS, XLT, bản XL và Wheatrack thì đời cao. Thì đây hoàn toàn là một chiếc xe bản đủ XLT hai cầu số sàn, đầy đủ về option. Một chiếc xe màu vàng cát. Thì đây là tổng thành thân vỏ. Tôi sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng tham khảo về lựa chọn chạy công việc hay là chạy gia đình, đi chơi đều ổn với một chiếc xe mà form dáng cũng khá là đẹp rồi. Đó, đây, toàn bộ tổng thành với sơn si này. Và sơn si gầm bệ máy móc đã được dọn dẹp khá là chi tiết. Khi mà quý vị và các bạn lựa chọn chiếc xe này về thì chúng ta hoàn toàn phục vụ nhu cầu của mình luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Lốp lam thì rất là mới. Đây, lốp rất mới luôn. Đèn thì đã lên form đèn méo, không còn là đèn vuông nữa, form dáng nó đã đẹp hơn rất nhiều. Thì đây là toàn bộ mặt ca lăng này. Đó. Và hệ thống đèn pha đây. Cũng như là hệ thống đèn bi. Đó, đèn bi, đèn gầm. Lốp rất là mới luôn. Đó. La răng đúc. Và gầm bệ. Đây, toàn bộ phần gầm này. Đó, toàn bộ gầm và sắt xi hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì về mục mọt cả. Đó. Cũng như là sơn xi khá là đẹp. Toàn bộ nội thất này. Nó thất là nội thất da và nội thất màu đen. Trần nỉ nguyên bản. Đây, hoàn toàn trần nỉ nguyên. Đó, một chiếc xe thì thừa dường như là những chiếc xe bán tải hay là 7 chỗ, khi mà nhu cầu mua về nó sẽ phục vụ về công việc nhiều hơn là đi chơi. Nên là những chiếc xe bán tải hay những xe 7 chỗ nó sẽ không, nội thất nó sẽ không được đẹp như những chiếc xe 5 chỗ. Nhưng tuy nhiên thì quý vị các bạn có thể thấy chiếc xe này nội thất khá là dữ, sạch sẽ. Đó, toàn bộ táp ly này. Cũng như là lắp thùng đầy đủ, lắp thùng thấp thì form dáng nó sẽ thể thao hơn so với chiếc xe lắp thùng cao. Đó. Lắp thùng cao thì lại để được nhiều đồ hơn. Nhưng tuy nhiên thì nó sẽ không được đẹp như là lắp thùng thấp. Đây là toàn bộ mặt táp lô cũng như là da ghế. Đó, da ghế rất là căng và đẹp. Đây, toàn bộ táp ly này. Gương kính chỉnh điện. Đó, gương kính chỉnh điện. Xe chưa có màn hình DVD nhưng chúng ta có thể thấy là có đầy đủ về cam lùi và cam hành trình. Đây. Đó, hoàn toàn đầy đủ về cam lùi, cam hành trình. Trang bị option khá đầy đủ về bóng khí bên phụ và bóng khí trên vô lăng. Đây, toàn bộ mọi hệ thống màn hình này. Gương kính chỉnh điện, hệ thống ABS, chạy dầu, la răng đúc, bóng khí. Trang bị option khá là đầy đủ với một chiếc xe. Thì đây là toàn bộ hệ thống củ số, cần số này, cần cầu này. Đó, một cầu, hai cầu và cầu chậm, hai cầu chậm. Đây, tất cả điều hòa, đầu đài CD hoạt động rất là tốt. Toàn bộ táp ly và da ghế. Da ghế rất là căng luôn. Đó. Đây, tổng thành này. Đó, trần rất là đẹp. Mặc dù là một chiếc xe bán tải nhưng tuy nhiên thì trần không hề có một vết bẩn nào cả. Trần nỉ giữ rất là tốt, rất là mượt, không bị xù và bẩn. Hệ thống đèn trần này. Đó, đầy đủ cam lùi, cam hành trình. Với một chiếc xe bán tải như thế này thì hoàn toàn quý vị và các bạn có thể lựa chọn về chạy công việc, những đường đồi núi khó đi hay là đi chơi đều ổn. Form dáng cũng rất là đẹp mà hoàn toàn rất là cao. Đây, khi mà ngồi trên xe nhìn về phía trước này, đó, nó sẽ rất là cao. Đi cái dòng xe Everest 7 chỗ hay là những chiếc xe bán tải như thế này thì hoàn toàn chúng ta ngồi cảm giác rất là cao, lái thoáng,
không như những chiếc xe 4-5 chỗ thì ngồi nó sẽ bị thấp. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc Forerunner đời 2009. Một chiếc xe bán tải máy dầu. Và khoang máy đây, ra máy rất là sáng này. Đó, toàn bộ ra máy này, hệ thống ABS này, và toàn bộ phần răng, hệ thống tai đèn. Đó, răng trước này. Đó, toàn bộ răng đây, cũng như là keo chỉ lắp cabo. Toàn bộ phần nỉ nguyên. Đó, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đây, toàn bộ khoang máy. Thì đối với chiếc bán tải này thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó trung bình nó sẽ rơi vào khoảng 8 cho đến 9 lít dầu 100 cây. Đó, khá là tiết kiệm nhiên liệu. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Forerunner đời 2009, số sàn 2 cầu và có giá là 285 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.